làm cho công ty Hoàng Phúc ở đường 19 tháng 4. Sơn cửa rất là nhiệt tình. Cứ sơn xong là coi như là uống bia là về ngủ luôn thôi. Cái đèn pha xuống mà nó cắt được, bây giờ nhờ mày lên cắt luôn, cắt dục. Sao mày làm gì để giày chứ? Giày, nó mà để giày để mỏng nữa. Chào chào chào. Mấy đứa, con mấy tuổi? Con 8 tuổi luôn hả? Trời ơi, 8 tuổi luôn. Sao tám tuổi mở con dữ vậy? Con mày, con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Đó. Đó. Nè nè nè, nhìn bác nè, nhìn bác nè. Đó, vậy đó. Đó, bye bye nè, đó. Đó, bye bye, đó, vậy đó, đó, giỏi chưa? Chúc chắc, giỏi chưa? Để chân được không? Rồi, chạy. Bye. Rồi, đi con. Ủa, sao đi đường này? Thank you.
nha, xoay lại được. À, nó bị lỏng, còn cái mới con đem về là xoay không được, nó cứng ghép, cho nên là nó không có chảy nè, nó lỏng cho nên nó mới bị xoay được nè. Còn cái cũ 3 tháng là thấy không? Đó, ba để một tay người ta xoay này được rồi, cho nên nó chảy cái này nè, nó xoay được đó. Còn cái mới là nó không có, cái mới nó cứng ngắc. Thôi thôi.
nhờ mấy đứa bài qua quét lại lần nữa. Mở đèn hết hả? Mở đèn hết đi. Nghỉ bước vậy hả? Bước vậy hả? Đó, thì bước qua đó. Mấy lần làm tắt nửa cũ mai chạy xuống mua hai cái bóng đèn rồi mở đèn trên kia luôn hết hả? Hả? Không à, ý nó có mở trên kia không? Bữa làm như này cũng có con đi nữa phải không? Ủa? Chứ bữa dựng như này là không có con ra luôn hả?